Chào anh em, bữa nay có khách lựa máy L5018 nha anh em. Đây, một đống máy luôn. Rồi, xin chào anh em nha, máy này em mới nhận hợp đồng đi Chi Tôn Quang Giang nha. Máy cài L5018 ha, đây. Hello anh em đang đi tới cái máy của khách lựa rồi nha anh em. Đây, 5018 à. Đây, góc chụp này rất là đẹp luôn nha anh em. Quá trời đẹp luôn con máy. Đây, khách để hai anh em. Quá ok luôn. Rồi, bây giờ khách chạy lấy hên cái nha. Rồi em đem lên sao làm bảo dưỡng nha anh em. Bảo dưỡng là hoàn toàn miễn phí luôn. Đây. Tiến hành kiểm tra cái máy này cho khách nha. Đó, giờ đang mở cầu đầu ra kiểm tra. Đây ha. Tiếp tục. Lại một con 5018 nữa. Lên đường. Mình tháo keo nhớt ra kiểm tra. 5018 nó về Chi Tôn của An Giang nha. Máy quá đẹp luôn ha. Đây, máy đây nha. Quá wow, ok, em đã kiểm tra xong hết cho khách rồi. Giờ có giao thôi nha anh em. Là 5018, vỏ gai còn rất là tốt, là đẹp ha. Đây. Rồi ok anh em luôn nha, 5018 còn nhiều lắm nha. Anh em cứ tính lựa máy thoải mái luôn. Test cả ngày cũng được nữa. Quá wow, ok. Về Chi Tôn, An Giang. Quá dữ luôn. Chỉ công ty đi nha anh em. Rồi giờ lên đây. An toàn, giờ chỉ có tới nhà khách thôi nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Rồi, bữa nay về đến 6 chiếc ha. Thì cái này là máy Thái 100%, 1747. Thì chút nữa anh em xuống mình sẽ quay chi tiết một chiếc cho anh em xem nha. Sơ trước thì có phụ tùng kèm theo, có gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105, mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy Thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha.
Nhờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy ha, à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, cho anh em dễ nhận diện nha.